nút nào. Trời ơi, bà mở nút nào cũng được, bà đừng có mở cái nút áo là được rồi. Dạ không, nút này phải không? Ừ à. Bấm bông lan tình mơ hay kem sữa tươi. Trời ơi, sao mà nhà không có cái bàn để viết cái gì khó ghi quá không biết sao. Nhớ ghi đi ngang không à, chút xíu là ông chửi chết. Trời ơi, gớm quá. Thì không có chỗ ghi, tôi phải nằm xuống đất tôi ghi chứ. Khổ ghê vậy đó. Nhà nghèo nó sợ luôn đó. Mở nhỏ nhỏ thôi, cho tôi nghe tôi quay tôi tập đi dục nè. Mình nhỏ quá. Mình cũng mở tay quay nhỏ nhỏ lên tôi mới nghe được chứ. Trời ơi, bự quá đây ra không nghe. Rồi bạn có chắc từng lát nhưng không đứt nghe là vô mà nằm dài như con cá nược hay gót vậy. Phải tôi không phải tôi nằm là để tôi nghe, tôi nằm để tôi ghi mà. Người ta phải có cái thế người ta mới làm việc được chứ. Kiểu gì phải có cái thế mới làm. Chồng bà coi tôi quy mà quý phái hơn. Nhớ ghi đi, nhớ ghi đây. Rồi thấy vợ thấy thương quá. Theo cái bìa của bánh tùy theo chúng ta thích tham thích chúng ta hãy nhập xuống xoay vòng ba. Từ lần trước về làm sao thì bắt đầu. Các bạn thấy cái bánh này chúng ta không thể trang trí như các loại kem bơ hay kem sữa tươi. Tuy nhiên phần trang trí chúng ta cũng sử dụng nhỏ nhỏ chung đây vợ, nhỏ nhỏ không nghe gì hết luôn nè. Mua loại dâu người ta gọi là dâu pháp giò. Những cái dâu này có độ chín giờ chúng ta đang nhanh quá như vậy và lại bảo quản được lâu. Các bạn bài tập hôm nay đến đây là kết thúc. Hết rồi, kem phô mai. Chúc các xong bạn rồi, xong rồi. Câu thở sống khổ ghê đó thầy. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình. Dạ dạ dạ. Nói nghe nè, tí ơi tắt dùng con cái tao quay. Ghi được chưa? Ghi được rồi. Hồi nãy giờ ghi được cái gì? Trời ơi, ghi quá trời dậy sập luôn nè. Ghi ở hả? Mình tôi nói mình nghe không phải chứ ghi được có một cái bài nè mà tôi tốn nguyên bịch xà bông giặt luôn. Gớm quá thiệt, gớm quá tía. Trời ơi giờ hết trơn rồi tía, con cốt tía bây giờ á, vợ con mà nó không phụi cho. Trời đất ơi, ba nó cũng ghen nữa trời, ai biết được. Khổ ghê, không phải ghen mà chết không... Chà chết chà, phụi 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 tía cái con, phụi tía coi. Ui dạ, thằng quỷ mày làm gì vậy? Nè nó ghi được rồi nè. Ghi được chưa? Tôi thấy ông con vợ con nó giỏi là nó ghi cái muốn làm bánh. À đúng rồi, nó làm bánh bông lan nè tía. Thấy không? Thấy chưa, thấy chưa? Thôi, tụi con đọc cho tía nghe. Bà dẹp cái đài đi, bà dẹp cái lai vô đi. Sao để? Con nghe coi. Ngồi này được không? Được, không sao đâu. Của tía mua mà đâu phải của mình. À. Trời ơi. Đi gạt. Dạ. Đi gạt. Ông quý cái ô bẹt lừa còn không lắm. Mình đọc là... nghe đi mình. À, tiếng nghe con đọc nha. Ừ. Thì nghe đọc coi tao làm coi có được cái bánh không. Giờ ghi cái chữ khó đọc quá. Muốn làm bánh bông lan. Ừ. Trước hết chúng ta phải chạy chung quanh sân 20 vòng. Chạy 20 vòng. Sau đó đổ trứng vô, đứng lên ngồi xuống 20 lần. Đứng lên ngồi xuống. Đổ bột vô rồi dương vai hít thật sâu. Tay phải đưa lên cao, tay trái đánh trứng thiệt là mạnh. Dạ. Yeah. Bỏ lên nồi, hai chân dang rộng ra, từ từ ngã qua bên trái. Ngã bên trái. Tay cầm đũa quậy nồi bột, sau đó ngã người qua bên phải. Cho lửa nhỏ đủ nóng, nằm thẳng người xuống, hai tay chống đất, hít vô thở ra 30 lần. Dạ. Yeah. Cuối cùng chúng ta sẽ có một cái bánh bông lan trong sạch và khỏe phấn. Hay quá. Ủa? Sao làm bánh bông lan cực vậy ta? Sao thấy bà Sáu bà làm ngày này ngày kia bà bán từng gánh gánh mà mỗi lần làm bánh bông lan quánh trứng mà phải chạy 20-30 vòng. Ôi, bà mình... già làm sao bà chạy nổi ta? Ủa làm bánh mà cũng có thế nè. Mình ơi chết rồi mình ơi. Hình như là lúc nãy á em vừa nghe đài, em ghi cách làm bánh, xong ở trong mình vừa mở tivi dạy cách tập thể dục, xong cái hai cái nghe lẫn lộn bên sao cuối cùng em ghi luôn hai cái vô một luôn. Trời, cái này con bó tay luôn nè tía. Trời đất ơi, mày làm bánh mà ngồi ra mệt quá. Trời ơi, đây cái làm bánh mà giống như tập tạ này á. Trời ơi, đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu luôn. Trời ơi, mày mới tệ đó, mày ngu quá, mày chửi tệ hơn vợ thằng Đậu là mày chửi mày đó thiệt. Trời ơi, mày là thằng Đậu chứ ai.
Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Mà sao con Thiết nghĩ nha, cái tên Đậu đâu có đẹp đâu, có cái tên khác, cái tên dễ thương hơn, sao tiếng không đặt cho ảnh? Tên gì? Tên Gạo. Tệ hơn vợ hơn Gạo dễ thương á. Nói tầm bậy tầm bạ không mà tao không bên mày nói nữa mày ơi. Bây giờ vậy nè, nó ngu vậy rồi á, giờ chỉ còn cách là phải kiên nhẫn dạy nó thôi hả. Thôi dẹp đi. Con dạy nó rồi ai dạy con? Tao dạy mày chứ ai. Bởi vậy giờ không nói nhiều nữa, vô dọn cơm ăn cơm đi, đói bụng rồi. Ổ ghê, nhà của hai đứa này thiệt chết luôn. Em á làm gì cũng được, để tí chửi đi. Thôi đi vô đi. Bực ý bội. Ý mình nói là cái gì?